Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quanh không mình. Lần này thì tôi thử đi mà bằng cái cốt truyện thôi. Đi làm mấy cái tí nhiệm vụ chính tuyến á, lại update nữa nè. Mỗi lần chơi update á. Chỉ bấm lần nó vô, chắc đồng bộ hay xếp vậy thôi. Thì đi thử mấy cái nhiệm vụ chính tuyến coi là mình có gì để mình làm không. Coi có đấu boss này, mấy con boss mà dạng siêu to khổng lồ hay là cái gì đó chẳng hạn. Hình như mỗi lần vô game là nó phải load lại cái shading à, shader à. Nên cảm giác nó rất là giật, FPS nó cũng thấp nữa. Con máy tôi nó khá yếu nhưng mà vẫn chơi được con này thì anh em cứ yên tâm. Mấy cái dòng máy mà thấp thấp tí thì vẫn có thể chơi được á. Đồ họa thì tôi cũng để một vài cái cao một vài cái thấp, chứ không phải tất cả đều thấp. Nè, auto bow nè. À đây. Đúng rồi. Zoom zoom bow có thể auto chích G khi mà chơi cái tên movement. Tôi bữa thì không có đọc cái này nên có anh em trên mà YouTube comment tôi mới để ý thấy. Tôi tưởng cái này là mình tự động bỏ đồ vô mà cái gương ở chỗ mà cái trụ trên tòa nhà chính của mình á, phải là đây để cái nhân vật mình lao lao lên á, nó không đụng vô mấy bậc cản, nó không leo lên á. Màn hình giờ bữa nay có thêm tủ lạnh nữa. Rồi chúng ta tiếp tục vô game, lần này đi farm đồ một tí. Tổng dài thì cũng là 24 giờ hay là 48 giờ rồi. Tính ra là cũng ngày rưỡi 2 ngày rồi tôi không có chơi. Nên giờ vô chắc đồ đạc nó mà decay hết rồi đó. Nhất là ba cái lực thực phẩm đồ ăn đồ uống rồi đó. Mình đi mình loot mình không sử dụng thì nó chỉ có thể sử dụng trong 24 giờ trong cái thời gian thực. Tại vì đây là một con game MMO mà chứ không phải là game offline. Nên tôi cũng ít chơi MMO gì ba cái đó đó. Season mới đã bắt đầu. Thôi rồi. Season này thì sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa. Nó sẽ có một số cái điều mới. Chơi ở chế độ này, ở độ khó nó sẽ mở ra. Tôi cũng chả biết cái gì đâu. Có quà cho thì mình nhận thôi. Không có chỗ quà gì với anh. Trời ơi, anh ơi, cho quà em đây gì. À có nè. Like hoặc dislike bất kỳ cái comment nào. Ba trăm tám mươi điểm thì mình nhận được 10 cái chuỗi mã gen nữa, cái này để tăng kill nè. Season Note vẫn chưa có server châu Á của chúng ta. Cái gì? Ơi mới vãi đạn, giật cái mình không nổi. Lần trước là mình nhận cái quest của em này đó, cái gì đây? Cái này phải nhiệm vụ của mình không ta? Hiện cái dấu chấm than này nè, mình đi qua đó thì bên này có cái chuột anten, sẵn tiện mình đi qua đây á mình kích hoạt cái anten luôn ha. Đây mà phan, mình lần trước mình nhận nhiệm vụ của mà bạn của em này nè, cái em ở chỗ cái campfire á, cái chỗ này nè, em nó nói là cái chiến hàng của em đó được mấy cái người khác đưa đi vận chuyển về, đến giờ vẫn là chưa tìm thấy tung tích gì cho nó, nên mượn mình đi điều tra. Thì mình kết hợp với em này đi điều tra thử, nên chắc tôi làm nốt cái quest này thử đi. Gọi mô tô ra. Rồi em nó đi theo mình đi kiểu gì ta? Đừng nó chạy bộ thôi nha. Lên xe không em? Lên anh đèo đi. Cái xin bôi nè. Đâm mày luôn nè. Tráng mày luôn nè. Trời em nó chạy bộ hiệu thiệt kìa, ác ôn cái thằng này. Trên này đất đá nó cằn cỗi chứ nha. Khoan 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 khoan. Tôi nhớ lần trước mình có nhận mấy cái nhiệm vụ có nằm đâu vậy. Lần trước có nhận mấy cái nhiệm vụ mà đào đá chặt cây gì 100 cái á. Mấy cái này là của người khác họ xây nè nha. Có cái web à, xây ở gần chỗ này để kích hoạt đó, vào thanh niên xây cái nhà rồi. Thôi bắt đầu ban phát chân chủ cho nó. Quái ở đây nó level 7 rồi chứ không phải là level thấp thấp nữa. Nói sau lưng em ơi.
Sao em này không đánh nó mà cứ đi theo mình không vậy? Trời ơi, go up to world à? Đi lên trên cái tháp hả? Không có lo nè. Có cái gì tím tím bệnh kìa. À, cảm ơn là nhắc nhở của thanh niên đồng đội. Được cái kệ bằng sắt. Em này đi theo mình làm cái gì ta? Lần trước mình nhận mấy cái event event hình như không phải dòng này, còn có một ngày nữa hết cái sự kiện này mình làm không kịp rồi. Nhận thử hết mấy cái này, ok mấy cái này luôn, nhận nhận gấp 5 cái Tivator là cái gì không biết nữa, fit một bộ áo giáp hoặc là một cái gì, gì đó. Bên này thì nó chưa mở nữa ta, 0/7 nó đi nhiều vợt, cái này săn kho báu nhưng mà nó vẫn hiện vàng vàng là sao, mình đã nhận hết rồi mà. Bên này nó vẫn phá rồi. Cái này là mỗi tuần mình mới nhận được một lần thôi. 60. Hai mươi bốn giờ nó quỷ luôn nè. Nên nhận bây giờ là phải cắn liền quá. Cái này dạng như thuốc hồi sinh nha. Nhận cái bên đây có nghĩa hơn. Rồi tạm thời nhận nhiêu đó thôi. Này chăm sóc khách hàng wiki entertainment game mèo mèo thì không có mèo nào mới từ lúc tôi chơi đến giờ cả. Thông báo thì mình sẽ điền vào cái bảng khảo sát và nhận được 300 cái mà buổi sau này, nhấn F1 để chết cái sự kiện này. À F1 vào vô đó. Lần trước mình vô đâu mình nhận mấy cái quét ta, vô nay học được cái điểm web hành test này nè. Connection là cái bộ sưu tầm mình thôi. Bây giờ mình đang làm cái web level 6 này. Ta đứt vô này. Chữ G, chữ K, chữ L, chữ B, chữ O, Y, U. U đúng là chữ U. Tem, tem up. Không phải, cái này là đâu phải event đâu. Cái này là dạng như là kết nối với người chơi khác. Để mà làm tem với nhau để làm cái nhiệm vụ gì đó. Không phải chữ U luôn, chữ T. Chứ mà cũng không phải chết tinh cây boa đi về gòn cam building supply F7 ai già chụp phải nè, có summon motorcycle thì bên F1 cái gì câu cá mà bao nhiêu cái nút đây đó hả? À, gấp mồi vô nè, thả câu nè, ngắm nè, ném nè. Trời ơi, ngồi thì nút F với AD thôi. Rồi chúng ta làm web tiếp đi.
Mấy con quái chút xíu là nó ghét bao rồi, khó chịu hết á. Lên level 12. Trời ơi, cái anh này cứ chạy theo mình làm cái gì ấy. Chỗ này cũng không có đồ gì nhiều mấy. Hộp sữa à. Được cái thẻ kẹp bằng nhiều á. Anh này nói gì đây? Cũng không phải. Trời này nó lắc cái hút bồn cầu pin cao quá nên chịu khó gì đi. Hầm vàng, hầm vàng. Hầm vàng này nó cho mình đạn. Anh em nghe tiếng con quái nó kêu réo thấy ghê không? Miễn lễ bình thân rồi, con này bắn vô đầu một phát không chết rồi. Trời ơi. Lụm đồ đi, lắc quá nó lụm không được. Con này nó vừa ném cái gì vô người mình vậy? Tôi lấy cái AK rồi. AK mình không có đạn hả? AK không còn viên đạn luôn. Tôi nhớ chế đạn rồi mà ta. Ôi sổ kênh đây. Sổ kênh mới bắn xa nó cùi bắp đó. Trời ơi, nó delay thì khủng khiếp luôn. Pin 200 mấy mà cảm giác như gần 2000 chứ, nó delay tới 2 giây rồi. Trong này có gì để loot không? Có cái hòm vàng cho nó kìa. Nhưng mà làm sao lên mới là vấn đề. Rồi. Lựu đạn con em. Con này con game online nha, nên trong lúc tôi bị đít gã là vẫn bị mấy con quái nó vồ vập lại nó bê mất. Thành ra khốn nạn là chỗ đó đó. Nó vẫn đang trong cái bản beta nên lỗi còn rất là nhiều. Phải chỉ có server châu Á phình khoảng hai số chơi thì ngon, chứ phình 200 mấy như thế này cảm giác thốn thốn gì đó. Nhất là cái dòng game FPS nữa chứ, anh em bắn súng mà nó delay gần 2 giây cho mỗi cái thao tác, từ cái di chuyển nhân vật cho đến là zoom lên tầm ngắm rồi mình bắn luôn, thậm chí là cái lúc nhận sát thương đó, nó cũng bị delay một khúc dài nữa. Nên con game này nó đồng bộ tất cả mọi thứ, thành ra là yêu cầu cái đường truyền mạng là phải mạnh. Thanh niên giờ ngồi coi ngôn tình hả?
ơi ơi. Rồi cái em ghi đâu vậy? Bà nó tự nhiên nó xuất hiện nó giật kìa. Phải đi lên đây rồi nhảy qua nè. Trời ơi vậy thì nó lắc quá à. Anh em thấy nó lắc khủng khiếp chưa? Ngon. Cái gì để coi trong ba lô mình có cái gì mà xài nó mau hết hạn không? Tôi bước hết luôn. Mấy cái này là xài lâu dài nè. Không cái nào mau hết hạn cả. Bây giờ cái thức ăn này nó bị ôi thiêu ở trên này. Mình thiếu nước, thiếu nước. Trời ơi dướng cái con nhỏ này rồi gì không có nó nhích. Nó còn chửi tiếng Trung nữa kìa. Ở trên này có cái gì nè. Nữa, bà nó thiệt con game tôi cay cú nha. Tranh phá gần TP gì đó. Chắc lóc lại FPS nó giảm xuống tí. Lần trước chơi thì cái giai đoạn động cũng khá mượt á. Đi qua cái khu này, cái khu mới nó lót lên. Nên có ngữ chế luôn. Hồi nãy lót vô thì con quái vật đầu đo nó đứng kế bên mình. Cho nên come on. Nhìn cái hình này nó giống trong phòng thí nghiệm nè. Cái con hồi bữa tôi bị nó dí nè. Có cái AK là tôi chơi được nó rồi. Thanh niên này cầm cái súng ngắm mà chạy xe bắn một tay nữa chứ. Hư cấu. Không sao hết. Tiếng gì? Mấy con quái nó ghét bao lại hết trơn luôn. Cái gì vậy trời, ức chế. Bà nó lựu đạn. Cách lần nữa là nghỉ nha. Bị cái méo gì mà nó gắt liên tục không thể tin được luôn. Tôi coi là cái phần setting này. Video hiệu năng FPS giảm xuống, nó không có khúc giữa luôn á. Windowcare để 90 nè. VFX Build Distance Genshin Modeler thì chắc ăn không rồi. Chắc dẹp con game này luôn quá. Tôi chuyển qua chơi Let's Cool bây giờ á. Đợi dần nào ra cái phiên bản chính thức không định hơn thì chơi. Chứ giờ chơi nó gánh liên tục như thế này quá là khó chịu đi.
FPS lên cho anh em coi luôn à. Tôi lock ở 75 rồi đó. Như con game này 60. Tôi lock về 60 luôn. Đó, nhìn anh em thấy FPS nó ổn định chưa? Giảm cấu hình xuống luôn rồi đó. Rồi chết mẹ luôn rồi. Rồi sử dụng cái thuốc hồi nè. Mỗi ngày chỉ có một cái thuốc hồi sinh này thôi đó nha. Cái nào hồi máu đâu? Energy cộng 80%. Cái này là HP của mình. Cái này thuốc tỉnh táo thôi, uống vô cho đầu óc nó tỉnh lại. Không cái nào hồi máu cả. Trời, con game nó không cho cái đồ hồi máu luôn hả? Mấy cái này là mấy cái vật liệu mình nhặt được thôi. Không có nào hồi máu cả. Cái này là cái gì? À, cái bình chứa nguyên liệu. Bon, nước, đồ ăn hồi máu được đó, nhưng mà bây giờ nó hơi thiêu quá trên này. Giờ máu mình còn có 1 chấm à. Bây giờ không dám nhảy nữa. Nhảy cái sợ chết luôn á. Cái con đó nó ghét bao rồi nó. Trời ơi, băng dưới. Mấy quán trong này bắt đầu nó trâu chó quá rồi. Chắc đi kích hoạt cái tháp cái quá ta. Cái tháp nó cũng sát bên à, đi kích hoạt đi. Kiếm đường lên đó. Chỗ này lên bằng đường nào được trời. Có cái ghi chú ai ở đây nè. 555. Cái số 6, số 7 của mình là thuốc hồi máu gì nữa. Ừ đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ làm sao lên được cái khu này? À có đường đây nè, lựu đạn đó. Trên đó có đồ gì không ta?
lên thử. Game này nó hay khốn nạn một cái chỗ là nó thiết kế rất là kỳ công luôn, nhưng mà đi lên tới nơi thì nó chả có quái gì cả. Lần trước lên cái hòn đảo nhưng mà lên trên tàu nó cũng gì đó. Tôi đổi nút Control, nút Shift lại đó. Control. Tích ghét thôi. Bây giờ vô keyboard. Nút này tôi sẽ đổi thành nút Control. Còn cái nút Join này chuyển thành nút Shift. Trên này có mỗi chiếc máy bay thôi, chả có quái gì nữa cả. Chạy mình có giảm thể lực nhưng mà nó giảm không có nhiều nha. Cái điều cái tướng chạy này nó hơi kỳ. Đây nè em ơi, đi lộn đường em ơi. Cái này nó phiên mình nên lập thêm đi chứ chỗ này khó lắm nè. Bây giờ tự nhiên bị kẹt cái gì nè, tôi không có bấm gì hết á mà nhân vật nó tự chạy nè. Cái này cái coi đạn dược với một tí hồi máu. Cái bóng đèn nhìn cũng ngộ đợi ha. Bây giờ nói chuyện với em Maggie đây. I knew I could count on you. You're quite good at handling deviants, aren't you? I gotta say. Trời ơi, mấy cái câu hồi thôi. Nhưng còn điều hành, có con dơm nào ở đây không? Sao mấy con dơm nó ngoài không mà nó không ở trong này ta? Được cái mod mới do cái vũ khí cận chiến rồi nè. Cái hòm này màu vàng nhưng mà không loot được. Cái chỗ này giống cái chỗ mình trốn ra hồi đầu game quá vậy ta. Nói chứ gì nữa, mình đi từ dưới này lên nào thì chỗ này nó sập bên chành đó vậy nè. Rồi đi qua hai cái cổng phụ tồn ở đây nè. Không có team up đâu. Level 10, nghỉ công mình là hai người. Bây giờ sao ta? Level 50 thôi dẹp đi ông ơi, level 60 nó ông đùa tôi à. Không, chân mình à. Level 10 mà mình mới level 12 giờ nha, lại chơi một mình nữa. Tức là ít nhất phải level 15 20 gì mới nổi á. Lần đánh boss đầu tiên trong con game này. Hẹp hẹp bọng gì. Rồi bị chìm xuống rồi kìa. Kỳ xuống 6 nòng kìa. Chụp cái tiếng giọng cười ở đây nữa đó. Nhân từ làm ơn. Cái gì ghê gì ông nội tổng vãi. Trời ơi. Ủa nó không có miệng rồi nó nói chuyện kiểu gì? Bắn nó 200 đam mà không thấm dữ vậy. Đừng chơi gọi để nha.
bị hai bạch nè. Rồi hai bạch. Thì nó đi đâu vậy? Chết rồi, nó gọi ra một bầy quái thôi mọi người luôn, mình bắn không thấm. Quái đã trâu đã mạnh còn chơi rồi để như thế này nữa sao mà chơi gì. Tụi nó lên tới đây luôn nè. Cái miễn nhiễm này sao bắn nó vậy? Đừng anh ơi, đừng. Dạ. Đau đau đau. Chích thuốc cho. Đổi cây súng, đổi không không được nữa, nó delay quá. Boss level 10 mà nó gì vậy? Chơi sao nổi. Cái thùng nhựa này mà nó cản được đạn à, cái súng đại liên 6 nòng hết chứ. Súng báo luôn. Ê, giục cây súng sao vậy? Trời, nó lắc. Rồi nhảy xuống đi, phá 27 rồi. Bây giờ cũng 18 viên đạn à. Ba viên đạn.
Cái gì? Ôi ơi, bắn nó khổ, FPS nó gấp liên tục luôn. Solo boss siêu khó mà một mình nữa với thế vô. Bây giờ mình đang xài cái loại đạn nào vậy đó? Nè, bây giờ nó mới xài đạn AB nè. Lần trước thì tôi lắp vô cái súng nó lại không được. Được thêm cái con gheo mới, bậc 1 level 1. Nãy giờ tôi quên xài con này luôn á. Không biết nút xài. Khôi báo. Một đống gear mod. 10 cái bụi sao, một nửa bức tranh của cái gì đó. Ôi, boss dễ. Game dễ quá. Này do trình cao nó gì? Phan, nó hỏi câu này thì có ghi nào có đồ gì không? Tôi thấy thiết kế như thế này chắc không có đâu, thì thôi. .000 đam, không chết một lần nào, sử dụng 6 item. Quá đỉnh. Boss bài đặt khuyên hai người nữa chứ. Rồi ở chơi mình nó còn nhẹ nhàng. Chấp luôn phim 200 đó nha. Ủa em nó dưới hả? Nhảy chỗ này xuống dễ dò không? Không. Đạn này thì nó xịn hơn nè. Đạn này của mình á là nó xịn hơn. Nhưng mà lần trước tôi gáp cái đạn súng lục AB này thì nó lại không hiển thị ra. Nó không có lắp được vô cái súng mình á, nó tính cây súng là không đạn luôn. Nãy giờ là không khí gắt nữa nha. Có vẻ khá ổn định rồi đó. Lần trước tôi chơi cũng 4-5 tiếng nó gắt chỉ có 1-2 lần chứ nhiêu. Vậy mà lần này chơi mới đầu tiên vô thì nó gắt hơi 3-4 phát luôn, làm chết hoang mạng luôn. Chỗ này là cái chỗ đầu tiên mà khi gặp bé kia nè, đó. Mitsuko, chào em. You did it. Bạn đã làm được điều đó. I knew you could. I don't tôi biết bạn có thể. Tôi không, nhưng tôi không biết tại sao em tôi lại lo lắng cho bạn đó. The fluctuations in stardust seem to have grown calmer. The more deviations we contain, the more the world we still have. Rồi, nói chung là đi diệt mấy con đeo lành đó để lấy cái bụi sao stardust. Mới nói xong mà má cái mồm thiệt. Cái mồm nói nó sao mà lâu quá không có gáp, đánh xong con boss cái là nó gáp liền luôn. Thiệt tình. Vậy là cái gáp này là nó ngẫu nhiên đó nha, chứ không phải là do cái gì nữa. Thực ra là cái đoạn mình nói chuyện là cái lúc đó là nó không có xử lý cái CPU gì hết luôn. Cái lúc đó là cái loading của con game nó nhẹ nhất luôn á. Tại vì mấy cái đoạn hội thoại mà nó còn nhẹ hơn các cảnh á. Cái cảnh thì nó còn kết xuất cái video ra. Một vài con game thì kết xuất cái video mấy cái đoạn cắt cảnh bằng cách quay trực tiếp con game luôn. Còn một số thì phát lại cái video đã dựng sẵn. Thì như con game này là cắt cảnh là mình nói chuyện trực tiếp con game nè. Thì lúc đó nó tải rất là nhẹ luôn. Nó tải nhẹ mà nó vẫn gắt game được. Thì chứng tỏ con game có vấn đề rất là nặng á. Thường mấy cái lúc mình chạy nhảy là mấy con quái gết bao mình bắn đầu á. Thì nó xử lý quá nhiều. Trong đó thì nó mới có gây ra mấy cái đoạn lỗi code nó bug. Thì mình mới văn game, còn như thế này nói chuyện bình thường mà nó vẫn văn được thì. You did it. I knew. Thank you. The fluctuation. The more deviate, we still have 5 more. Mình đi giết mấy con mà Debian đã lấy cái bụi sao để tăng sức mạnh của mình lên. But the mayflies were wiped out by Rosetta. All because of me. I was. It wasn't your fault. And Rosetta's not the only threat out there. So remember. Keep everything involving her a secret. Mitsuko has shit. Rồi mình đi kiếm cái em gì hồi nãy tôi quên tên đi rồi.
nó em đó chắc cũng dạng như cái em này thôi. Rồi, giờ còn hướng dẫn đi ra ra nữa trời. Giờ quay về thôi. Bây giờ đang là 1 giờ 51 phút sáng à. Vãi nó lại ghét bao ra nữa rồi. Thì súng này giờ mạnh lắm, bắn hết sáng chết luôn á. Vẫn hiểu. À, lên đây dịch chuyển vậy. Chạy bộ làm chi ngu vãi. Ông nào nói tiếng Nga gì trời, ông nào nói tiếng Nga với đó ai mà hiểu. Đến đây có nhiệm vụ gì nữa nè, level 7 cũng được, có khi mình lên đó luôn á. Nhưng mà thôi về đi, chừng nào cần thì mình lên sau. Nhà mình đâu rồi? Ủa, ở nhà mình đây. Ở trên này có một cái web level 8. Cái level 2 đó mình đã active rồi. Trên này cái campfire hồi bữa tôi cắm xuống nào. Khu này bữa nào rảnh đi. Trên này level 8 luôn. Mấy cái quest này bây giờ nó rải rác khắp nơi. Nó kêu mình dịch chuyển về nhà luôn, làm cái gì vậy ta? Đi gã đồ ra cái đã. Gã là được có chút xíu à, toàn ba cái đồ cùi cấp 1 không mà không có đồ nào cấp 2 luôn á. Súng ngắm mình chưa có bản vẽ nào hết. AK giúp đồ thì có cây này nhưng mà nó yêu cầu bậc 2 không à. Mình chưa có món nào bậc 2 để mình làm được. Cái này thì cần phải có là ba cái thiết nè. Vũ khí cận chiến thì không xài, game nó lắc lắm. Cái nỏ có chế được bậc 2 không? Không. Nè, khám phá cái khu mà level 11 đến 20 mới tìm được cái vật phẩm này. Mấy cái này chắc cũng vậy luôn. Cái nỏ mình đam mạnh nhất đó. Sọt kênh này thôi rồi. Súng lục thì mình được cây màu xanh dương này, có gì mình phụ thuộc vào nó thôi. Có được cây AK nè, đam 43, tốc độ bắn 600. Mình có một cây nữa, nhưng mà không biết sao nó không có đạn. Cây này nè. Cây này nó xài đạn gì ta? Ủa cây này cây nỏ, không phải cây này cây AK nè. Cây AK này nó đạn là Turbo, Liam Ghi Amor. Combo LMG Amor. Thử chế cái này phát rồi. Trời, nhấp chuột nó mới dài đạn. 120 viên, mỗi lần dài 75 viên. Vị chế bao nhiêu cho đủ?
10 luôn đây, 9 luôn đây, với cái nữa là 10. Mình phải giết mấy con quái mới có axit nè, có axit này thì mới chế được mà cái thuốc súng. Rồi có thuốc súng mình mới chế được mấy cái đạn dược cần thiết này. Hơi bị cực nha. Cái này đạn bình thường hơn, không cần axit, nhưng mà 20. Ít 120, còn cái này thì không biết nó có hơn chỗ nào không, hai cái loại đạn nào. À cái này thì nó có bonus thêm một tí cái dòng 4% mà 4% thôi, xài cái này cho nó tiết kiệm súng lục mình đâu, cái này đi cho nó tiết kiệm tí. Này 1 phút, cái này 280 giây đó. Trời, phi súng nó khó bắn. Rồi nó giật khủng khiếp luôn anh em ơi. Chế đạn cái này là sai lầm rồi. Thà mình bắn đường viên một nhá, nhưng mà độ chính xác nó cao. AK trong game này nó thốn phết á. Thanh niên này bỏ mấy con gấu bông với cái con gì vô nè, cái con gì cái đầu nó vuông nhất nè. Mình phải sửa cây súng của mình cái nó quên đó, cây súng mình nó sắp hư rồi. Cái gì cây súng này không phải của mình nên không có sửa được hay gì? Mình đang đeo hình như là không có sửa được, đừng có nói cái game thiết kế bậy bạ đi nha. Rồi không phải rồi, cây súng này không phải của mình nên mình không có sửa được. Tuyệt phải, cây súng lục khá là ngon nghẻ luôn. Cây sầu riêng này thì sửa được nào. Cây súng lục này thì không, bà nó chứ. Cây AK, cái cây súng càng này mình lụm được cũng không luôn. LMG. Cây AK này, AK này nó bắn đạn giết đồ. Nó thêm ghi thì nó nằm vàng bên đây rồi. Nâng cây súng này lên biết nhiêu nữa chứ. Nó hiện cái dấu này là nó sắp hư rồi nè, nên nâng lên nó cũng phí lắm. Giáp của mình thì nó có hư không ta? Rồi biết rồi, có tay ơi chứ gì. Thiếu mấy cái bụi này, thiếu mấy cái cây này. Giáp này cũng phải sửa luôn nha. Rồi mấy cái đồ xịn sò này không sửa được luôn rồi. Cái nón bình thường nó có 140 rồi, mà cái nón này nó tới 300 lần là nó gần hơn gấp đôi luôn á. Nhưng mà mình không sửa được thì trời, đéo sửa được đồ của mình. Chán, game này nó khó. Có chế chế AK này.
AK này còn ống đồng đó, thiệt chế bậc 1 thì nó 31, chế bậc 2 là 48 rồi, gấp gửi luôn á. Cái súng lục kia sắp hư rồi nên thôi. Cái này mình có 1.000 viên đạn này cũng được. Nói sao nó còn có nhiêu đây là sao ta? 10.000 gỗ phải đấy. Cái con đó mình bỏ vô cho nó đi làm việc. Vẫn còn 8.000 gỗ nữa. 8.000 gỗ nó đầy cái ba lô mình luôn rồi nè. Gỗ mình nó nằm bên nào đây? Cần chôn chụp phải. Không. Chụp phải. Bốn ba phần trăm còn cái gì nặng nặng không, đồng bỏ vô luôn 39%. Mấy cái này nó khá là nhẹ. Ký rồi, bây giờ nâng cái skill của mình lên lúc nào ta? Yoni này được cái gì nữa đây? Được cái này. Nè, nãy ra một đống món mới luôn nè. Nhưng mà mấy cái món này chốt bậc 1 không à. Món này đang dùng rồi. Mình ngắm vào điểm yếu thì nó tăng thêm chỉ số 2% nữa. Chỉ lắp chờ mấy cái bậc 2 được thôi, mấy cái bậc 1 mình không lắp được. Bên này cái mod cho cái cận chiến, cái này mod cho giáp. Có điểm để tăng skill mới rồi nào. Mình lên được cái gì nữa đây? Lên được một cấp nữa. Online mining. Mình đào mấy cái này trong cái buổi tối hay gì đó, nó có chữ online nè. Cộng thêm 50% khi mà về đêm. Cái đó đào quặng thôi, cái này đồ gác. Thức ăn hôi thiêu hả? Độ thức ăn của nó thì trung bình sẽ kéo dài 5-10 phút. Defense. Defense này tôi không biết mấy con quái nó có đánh mình để mà defense không. Trọng lượng của lựu đạn cốc tay là cái gì đó. Rồi là trượt á. Ném trượt 20%. Chưa biết chọn cái nào luôn. Cái đào quặng này thì khá là phế. Cái này cũng phế luôn. Cái này liên quan đến phòng thủ. Lấy cái này đi. Mình phải xây mấy công trình phòng thủ thì nó mới có được. Nhưng mà chưa biết lợi hay hại. Thôi xây mấy cái này ai xây. Cái này giảm trọng lượng cho ba lô mấy cái đó. Sau khi mà ném một cái bất kỳ á, như mấy cái lựu đạn, mấy cái thuốc nổ rồi đó, thì cái tốc độ di chuyển của mình sẽ tăng thêm là 20% trong 2 giây, nó cũng khá là cùi luôn. Không, không muốn cái nào cả. Không có đổi được à. Hay lấy quặng về đêm mẹ rồi đi. Cái này trước sau phải học à, học không đi. Này mấy công trình lên được bằng đá nè.
cái này gear để mình cất ba cái đồ liên quan đến gear vô. Cái này cái giá treo lên thôi. Cái này cái nội thất, mấy cái bóng đèn. Cái này hàng phòng thủ cơ bản. Không biết sau này có phòng thủ như thế nào nữa. Giờ mình học được cái xe bốn bánh à, nhưng mà mình chắc chưa tới chế tạo được đâu. Đó, chưa có nguyên liệu gì để chế tạo hết. Mấy cái này vô dụng. Còn lại 8 điểm. Neighbor. Năm điểm mấy cái này bắt đầu nó nặng rồi đó nha. Này học được cách chế lựu đạn rồi nè. Này neighbor á. Neighbor bậc 2 thì tất nhiên không chế được 255 mà. Payget 40 à. Trong khi cây nỏ này 262, Payget 125. Cái nỏ này nó còn mạnh hơn cây neighbor nữa. Bà nó chứ. Nhưng mà cứ gấp đại đi. Trời ơi nó cùi. Cùi hơn cây nỏ luôn. Cây nỏ chế tên nó còn dễ hơn chế đạn đó. Chế dưới này cho nó tiết kiệm. Hai chục giây. Xài một khẩu AK với một khẩu sniper. Rồi, đi coi có cái quét nào gần gần ở đây không? Chỗ này có cái quét nào. Xe mình còn xăng không? Không biết nữa. Khoan khoan. Thôi, còn hơn nửa bình. Thoải mái vô tư. Game này cũng khá realistic. Đi thôi. Cái nước hả? Cái này như nhau à? Ngồi trên xe không uống nước được thì đau đầu, chữa trị đau đầu của mình là bằng cái nào? Đau đầu phải uống thuốc á, nè đúng rồi uống thuốc. Ý, cái bản vẽ. Tưởng gì cái súng ngắm. Mình mà muốn có súng mới là mình phải tìm được cái bản vẽ rồi sau đó phải đi tìm nguyên liệu rồi đó nha.
Đi thẳng đường này lên cũng được, đi thẳng đường này quay trái nó cũng lên được. Cái đường này lúc trước tôi bắn con quái bự bự ở đây nè, cái hòm nó cũng hồi lại luôn rồi. Lần trước tôi cũng dừng xe để lút cái hòm này nè, đó lút. Bắn không đã bằng cây súng lục anh em ơi. Đọc với anh có ghi chú gì không? Nó chỉ tép cái lời nhắn nè. Thua cây nỏ. Được cái là đạn nó nhiều nên DPS nó tốt hơn. Đó. Mình có thể xả cái băng thoải mái nè. Cái gì ở dưới này á? What the hell? À đúng rồi, con bé kia. Nhiệm vụ của con bé kia. Mấy cái ký ức về con bé. Một đống mấy thú nhồi bông nhìn thấy ghê ghê làm sao anh em ơi. Cái gì? Biết bê biết nổ à. Trời ơi, giật cái người. Cái thang này sao lên ta? Sao lên cái thang nó được? Cái gì đây? Thuốc nổ. Game này nó hiểm thiệt. Siêu năng lực. Hai con. Tầng trên có vẻ còn á, nhưng mà không biết sao lên được thôi. Anh em nhìn cái nón nó bay bay nè. Ừ, mấy cái nón nó bay nè. Còn một con khả năng ở tầng trên đó. Xuyên qua luôn, vãi thiệt. À, mình leo được lên cái con ở trên. Nhưng mà sao nó lại nhảy qua luôn ta? Bó tay rồi. Cây thang ở trong nhà thì mình không tương tác được. Cây thang ở trong nhà nó bị lỗi hiệu ứng nữa.
Ừ. Đâu có tương tác được đâu. E, C, Control, Shift. Cất vũ khí vô cũng không leo được. Đè nút nhảy cũng không lên được, cần chô cũng không được, nhảy ship cũng không luôn. Keyboard. Nào. Leo cũng leo nè. Nhảy lên trên không leo thì nút cách nè. Có hướng dẫn của em trời. Hôm nào đặt cái nốt ở đây đi. Không có đường nào để lên tầng trên hết. Nó leo cái là nó leo qua luôn chứ không phải là nó leo cái nó ngừng. Không được, không có đứng lên được. Nó chỉ leo qua thôi chứ nó không có leo lên. Lên trên núi này nhảy xuống được không ta? Có khả năng được. Lên lên lên. Vì một cái lỗi của con game mà phải khổ cực như thế này, em thấy khổ chưa? Rồi ok, xong một chỗ. Có cái tháp ở đây, nhưng mà chưa cần kích hoạt đâu. Mình coi cái nhiệm vụ gì trên map nữa. Trời ơi, giờ nó mới báo xong nhiệm vụ này à. Tiếp theo qua chỗ bển. Còn gì nữa không? Hết rồi. Tiện thể mình qua mình kích hoạt cái tháp bên đây luôn đi. Đi đường nào ta?
Leo lên xe là có radio à. Nhưng mà có điều cái tiếng radio này nó toàn bản quyền không à. Rồi hả, lựu đạn nhà nó, thằng nào đặt cái anh nó vậy đi. Bà nó. Khúc đạn. Nhạc trên radio được bản quyền không á, nên tôi bị dính không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc đăng cái video lần trước là một đống hưu luôn kìa. Anh em này xây nhà cho đóng khu lên cho anh không biết. Rồi thằng nào thiết kế cái con đường khốn nạn như thế. Chỗ này lần trước tôi đi qua một lần rồi nè. Cái đoạn mà đi vô trong rừng ngược con quái vật mà hình như cái xe buýt bự bự á, nó gọi ăn đóng đệ luôn á. Thường lên núi thì anh em sẽ phải đi mang mang theo cái dốc như thế này. Con bà nó chứ. Dựng đứng như thế là lên cứu quái gì được. Phải đi đường vòng ở bển này. Đây, bên đây có đường lên không? Có nè. Lựu đạn nhà nó chứ. Ủa, có đéo đâu. Thằng nào đặt cái điện tê leo chảnh vậy? Chỗ này cũng đéo đi được luôn. Bà nó chứ. Rồi đây, đường này là chắc ăn lên được rồi nè. Vậy mà cũng có thanh niên xây nhà đó được đó. Kỳ tám nè. Quá giờ nó đắt rồi, không có chặt được kỳ tám nữa.
Kìa nó lắc nó chặt hoài luôn rồi. Thì đã không bay như trong mà Genshin với mà Vanguard đó. Cái gì là để cái trụ tê le đó thì cũng khá là tiện, nó nằm ở trên cao. Cái này là nhà trong game hay nhà thanh niên nào xây vậy ta, nhìn đẹp hết á. Cái này là cái hồ bơi mà. Cái mày yếu quá. Đi bàn phái dân chủ nào. Đi tìm một đống ký ức về mảnh vụn của con bé kia nữa. Trời ơi nó lắc. Một quyển sách cũ. Đây bị kẹt cái gì không đi được. Con quái gì bị cái gì này không? À mình du nhập vào thế giới trong quyển sách này. Nghĩ gì bù nhìn đó ơi, mở cái hôm nay ai kêu chặt cây táo đâu. Rồi đủ ba quyển sách rồi. Đi tìm gốc rễ của cái gì á. À bắn vô cái mồm đó. Trời ơi giật cái người.
trong nhà này á. Có quái ngoài, có quái ngoài. Game này công nhận nó làm cái tiếng audio nó kinh dị hết. Trời ơi. Cái súng ngắm này thôi cây nỏ nữa. Cầu thang. Bên này thì không có cầu thang để lên. Này trong phòng tắm này, đây đặt cầu thang trong này. Thiết kế cái nhà gì ngộ đời vậy nè. Bên này nó không cho đi. Đó. À, cầu thang nó để ngoài, thiết kế cái nhà ngược đời. Cái này không phải gọi là cái nhà mà giống như cái khu ở tập thể. Chỉ có khu ở tập thể thì nó mới thiết kế như thế này thôi. Cầu thang ở bên ngoài. Chứ buổi tối anh em ngủ anh em phá cửa thì muốn đi lên tầng trên không lẽ lại mở cửa đi ra. Nên giống cái khu nhà ở tập thể không. Nó bị chặn luôn rồi, không đi được đường đó này. Rồi, tìm hết ký ức thất lạc về con bé kia đó. Đừng nói ra ăn bót nha. Xong. Nó thì rất là khó nhưng chúng ta đã làm được. Nó dễ như bẩn như bạn ơi. Không có gì khó khăn hết. Bây giờ phải leo lên con tháp nè. Á, nãy mình nhảy từ trên đó xuống. Nó đi nào vậy? Một bài hú luôn. Nó cắm chồng cắm gài rồi. Tìm hai cái hộp vũ khí ở đây và một cái hộp bí ẩn. Lâu anh nè. Kể luôn đi. Tôi đã ở chỗ này khi mà level 20. Thì ra cái gì? Có gì ở đây đâu? Hello đây á, hello con khỉ, có cái gì có ích không? Nó nằm ở trong bên trạm xá. Trạm xá là chắc đâu đây thôi.
cái gì mặc bộ đồ ra. Chậm sáng nó nằm đâu vậy? Khu này nó chỉ có nhiêu đây thôi mà. Cửa này cũng có mở được méo đâu. Bên trong này cũng đâu có cầu thang. Có cái vụ ngộ sát gì ở đây á, công an á đã căng dây đây rồi. Có gì không anh? Cái chỗ mà cái gương bí mật nó phải nhảy từ chỗ này. Có khi ở bển hả? Ủa nó chạy đâu vậy? Có chỗ này cũng là một cái đường nó thiết kế để đi lên, không cần đi cái đường vòng vòng như của mình nữa. Chỗ nào anh ơi, anh chỉ mẹ nó đi. Rồi nghĩ dò cái này năng lượng. Anh này còn sống hả? Rồi, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Không có đồ đạc gì để đưa đây cho anh vậy? Trời ơi, như cái điện thoại vậy á. Thì gớm không? Được cái quần mới rồi. Được cái mà tờ giấy tín ngưỡng và tôn giáo gì đó. Sử dụng bản đồ kho báu.
Để tìm mấy cái thằng tín ngưỡng ở đây. Ủa nãy tôi thấy có ba cái điểm ở đây mà ta. Đây đây đây, làm cái này trước đi, đi cứu bốn thằng thành viên kia cái đây. Chích gì chích hoài với ông, nó đứng gì rồi. Cẩn thận nó có mấy cái con mà thùng lo hay gì á. Cái gương á là con quái vật. Rồi ok, cảm ơn đã cảnh báo. Vì là có một cái gương nào đó ở đây, nhưng mà cái gương đó là con quái vật. Này người quá, quái mới nè, quái chó nè, đầu đinh đó. Ôi rồi đông quá rồi. Bắn cháy nồng luôn. Xài cái này ra cho nó trâu chó luôn. Ở đây, biết rồi. Lấy thịt con này đập cái gì trời. Đóng ghế luôn nè. Oh my god. Good luck. Good luck. Anh đến cứu em đây, không phản ứng gì để gì. Cái gì? Còn một chỗ nữa. Cái này về đạn chậm mà đạn nó nhiều phết ra. Ủa đâu? Những đường kỳ nữa.
Cứu 4 người dân. Trời ơi, chặt đụng cái tay nhỏ luôn. Đây, chỉ đường tầm 7 tầm 3 thì con game này. Này rút tiền cây ATM hả? Đi ra. Thì gớm phải. Rồi, giờ chuyển quét. Nó nãy tôi nhớ còn một cái quét nữa. Rồi bây giờ chỉ cần trốn thoát là thành công. Sử dụng cái bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu nó nằm ở đâu? Rồi nó không có lót hình luôn. Gì này á? À? Ê. Bản đồ kho báu đây. Nó đánh chữ X ở trên bản đồ chỗ ba cái thằng ganh đi vô thế này. Khúc cua cái dòng sông Ô Vuông. Nó đánh dấu như thế là sao ta? Nó có một cái đường như con sông chữ U vậy đó, không biết tỷ lệ kích thước bao nhiêu. Cái bản đồ thì khủng khiếp như thế này sao mà đi nổi. Level 15. Mình mới 14 à. Chỗ này trước ghé rồi chẳng có quái gì đây cả. Bà nó. Nhìn không chỗ nào giống hết cho nó. Ngồi gắt game luôn rồi. Trời ơi, đang sẵn kho báu. Con bà game mở bản đồ lên, nó cũng gắt nữa. Nó nằm đâu chỗ này nè. Bên này có cái hình như con nhện vậy đó. Bên này thì có cái chỗ lõm xuống như cái vùng núi lửa. Ở phía trên là ngọn núi. Mà tìm nãy giờ thì nó không ra. Đang tìm mà. Bản đồ con game này rộng quá. Rồi, thôi hôm nay chắc chơi đến đây thôi. Chơi thử game này cho biết. Có thú vị quá đó. Mới đi khám phá được một vài cái nhiệm vụ không. Rồi, có thời gian rồi sẽ chơi tiếp. Hiện tại nó Elite Upset nên nó gánh liên tục với phình cao quá.